40 mùa xuân, 40 năm cùng nhau xây dựng. Thầy và trò biết bao thế hệ cùng nhau đi tới. Trung học phổ thông Bắc Yên Thành, tên trường yêu dấu, niềm tự hào bao thế hệ rạng xanh. Bài ca về những người thầy cô giáo, trang giáo án rạng ngời rực sáng tương lai. 40 năm trải biết bao gành thác, hôm nay đây mở trang sử hào hùng. Người ơi, mãi trường tôi bao thăng trầm lịch nhớ sự. 40 năm là cả một chặng đường. Ai về rủ đất quy lăng, xin mời ghé lại vào thăm Bắc Yên nở. Mãi trường lung linh tỏa sáng.